Rồi chào các em. Rồi bắt đầu bài thứ hai nha các em. Bài thứ hai là sau khi bài thứ một thì vào cái trang này á, trang 10. Bây giờ thầy bắt đầu dạy các em nhé. Y sắc ý. Y sắc ý. O sắc ó. A sắc á. A sắc á. Ê sắc ế. Ê sắc ế. Đây là con dế này, nó có hai cái râu nè nghe các em. Còn con này là con ve. Sao hai con cũng hơi giống giống nhau, nhưng mà con này là có nó dễ giống con dế hơn, nó thấy hai cái râu á. Mà con dế đó thì nó không nó nó cái cánh nó cụp vô nè, còn con này còn con ve. Tờ y ti sắc tí. Tờ y ti sắc tí. N o no sắc nó. N l đọc là l nha các em. L a la sắc lá. L a la sắc lá. Giờ ê dê sắc dế. Giờ ê dê sắc dế. N o no sắc nó. D a đa sắc đá. Giờ ê dê sắc dế. Nó đá dế. Dấu này là dấu sắc nha các em. Cái dấu này là dấu sắc nha. Còn cái dấu này là dấu huyền. Dấu huyền nha các em. Bây giờ chữ này là chữ bờ nha. Bờ hay đọc là B cũng được nha. Thì đọc là bờ thì gặp với chữ E thì đọc là bờ E B. Bờ E B. Bờ E B. Gặp với chữ U thì đọc là bờ U bu nha các em. Bờ U bu. Bờ U bu. Gặp chữ O thì đọc là bờ ô bô. Bờ ô bô. Bờ ô bô. Gặp với chữ ư thì đọc là bờ ư bư. Bờ ư bư. Bờ e be sắc bé. Con này là gọi là con bê nha. Con bê tức là con bò con đó. Bờ e be sắc bé. L a la. L a la. L a la sắc lá. L a la sắc lá. Bờ y bi sắc bí. Tờ o to. Các em thấy tám con cá không? 1 2 3 4 5 6 7 8 là số 8 nha các em. Các em tập đếm đó, mình đếm đó là số 8. Hoặc là có 6 cái que nè. 6 cái que tăm nha. Mình đếm là 1 2 3 4 5 6. Đây là 2 ha, 2 que. 6 que tăm cộng 2 que tăm bằng 8 que tăm nha. Bây giờ o quyền o. O quyền o. Con này là con gà. Con gà. Gà nó cầm cái giống như cái dù á ha, nó cầm cái lá sen. Mà lá sen nó giống như là cái dù nha. O quyền o. O quyền o. U quyền u. U quyền u. Ơ. Ơ quyền ờ. Thấy các em nhớ cái dấu quyền nha. A. A huyền à. A huyền à nha. Đờ o đo quyền đò. Đờ o đo quyền đò. Mờ u mu quyền mù. Bờ. Ơ bơ quyền bờ. Bờ ơ bơ quyền bờ.
G-A-G-A-Quyền-Gà 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 D-I-D D-I-D D-U-U-Quyền-Dù Gà đi dù. Cái lá sen này đó nó gọi là cái dù cũng được. Gà đi dù nha các em. Chữ này là chữ hát nha. Hát hoặc là hờ cũng được. Hát ư hư. Hát ư hư. Hát ư hư nè. Chữ hát ư hư nè. Các em thấy không? Hát mà gặp chữ e thì hát e he. Hát e he. Hát o ho. Hát y hi. Hát y hi. Coi đây là con cọp nha. Con cọp đó nghe các em. Hát a ha. Hát a ha. Nó hù ta. Nờ o no sắc nó. Hát u hu quyền hù. Tờ a ta. Nờ o no sắc nó. Hát u hu quyền hù. Tờ a ta. Nó hù ta. Đây là số 9 nha các em. Các em phải đếm nha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 cái bông dụ nha. Đây là số 5. 5 cái chấm nha. Đây là số 4. 4 cái chấm. Thì 5 mà cộng 4. 5 cộng 4 thì bằng 9. Nhớ không các em? Thì chúng đếm đó là 5 đây nè. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Số 9 đây. Bây giờ là bắt đầu bài mới nữa nha các em. Bắt đầu trang mới chứ. A nặng ạ. E nặng ẹ. O nặng ổ. Y nặng ỉ. Giờ a da nặng dạ. Giờ a da nặng dạ. Hát e he nặng hẹ. Hát e he nặng hẹ. L o lô nặng lộ. L o lô nặng lộ. B i bi nặng bị. Bé dạ mẹ. Bé khoanh tay lại dạ mẹ nè. Bé bờ e bé sắc bé. Bờ e bé sắc bé. Giờ a da nặng dạ. Giờ a da nặng dạ. Mờ e me nặng mẹ. Chữ này là chữ ca nghe các em. Ca hoặc là đọc là cờ cũng được nữa. E ê ư. Cờ. Cờ e ke. Cờ e ke. Cờ e ke. Cờ y ki. Cờ e ke. Cờ e ke. Cờ y ki. Cái này gọi là cái ki nha các em. Cái ki rồi để mà bỏ đất đá trong đó đó. Mờ ơ mơ nặng mỡ. Mờ ơ mơ nặng mỡ. Cậu mỡ đó. Ta, tờ a ta, ta, tờ a ta, bờ e bê, bờ e bê, ki, cờ y ki, cờ y ki, đờ a đa sắc đá, đờ a đa sắc đá. Đây là số 10 nha các em. Số 10, 10. 11, 11, 12, 12, 13, 13, 14, 14, 15, 15,
15 chứ không phải đọc là 15 nha. 15 nha. 10 thì phải là 5 nha. 15. 16. 16. 16. Con hổ nó xích đu nè, nó bị té nha các em. Con hổ đó, con cọp đó, con cọp nó xích đu nó bị té nha. Ô hỏi ổ, hờ ổ hổ nha. Hát ô hô hỏi hổ cũng được. Hờ hờ ô hô hỏi hổ. Ê hỏi ế, ê hỏi ế. Bờ ê bê hỏi bể, bờ ê bê hỏi bể. U hỏi ủ, tờ u tu hỏi tủ. O hỏi ỏ, o hỏi ỏ. Mờ o mo hỏi mỏ. Hát ô hô hỏi hổ. Hờ ô hô hỏi hổ. Tờ e te sắc té, tờ e te sắc té. Đờ u đu, đờ u đu. Hổ té đu, con hổ nó bị té, thấy không? Nó đu nó bị té. Còn cái này đó, chữ này là đọc là C. C. C mà đọc với nguyên âm thì nó đọc là chữ K nha các em. A, U, Ơ, Ô thì nó đọc là chữ K. Cờ, nó đọc là chữ cờ nha. Cờ hoặc K cũng được. Cờ A, K, quyền cà. Cờ A, K, quyền cà. Cờ A ca, cờ u cu, cờ ơ cơ, cờ ô cô, giống như cô giáo đó, thấy không? Cơ là động cơ đó ha. Còn bé tên cu á, ca là cái ca uống nước đó nha các em. Cờ A ca, cờ A ca quyền cà. Cờ u cu sắc cú, cờ u cu sắc cú. Cờ ơ cơ quyền cờ. Cờ ô cô hỏi cổ. Cờ o co quyền cò. Mờ ô mô hỏi mổ. Mờ ô mô hỏi mổ. Cờ a ca sắc cá. Cờ a ca sắc cá. Nờ o no, N E N. Rồi bây giờ bắt qua trang mới nữa nha các em. O ngã ỏ, O ngã ỏ, O ngã ổ. Cái dấu này dấu ngã nha các em. Dấu ngã thì nó nhấn lên cao một tí xíu, nó giống như dấu hỏi gì thôi, nhưng mà nó đọc thầy cũng không biết đọc, khó lắm. Nhưng mà thầy biết là khi mà nó lên cao một tí xíu á, nó đưa cái âm lên cao một tí xíu. Ê ngã ế là dấu ngã đó. Còn u ngã ủ thì nó đại khái là như vậy nha. Dấu ngã nó hơi khó đọc. Ủ ủ ế ế. Mo mo ngã mó mó. Nó có cái âm nó hơi dấu sắc một tí xíu đó, mó. G o go ngã gỗ, gỗ gỗ, thấy không? Nó hơi khó đọc nha các em, ráng ráng tập đọc chữ gỗ nha. Gỗ gỗ. H u hu ngã hú, hú. L e lê ngã lễ, lễ lễ. G o go ngã gõ. M o mo ngã mó. X xì nghe xì y xì sắc xí.
sờ a sa, sờ a sa, sờ y si sắc xí, sờ e xe, lờ a la sắc lá. Đây là chiếc xe nha các em. Giờ ê dê, giờ ê dê là con dê đó. Tờ o to là bự là lớn đó nha các em, to đó. Cờ o co sắc có, mờ u mu ngã mú. Đờ y đi, đờ y đi, sờ e xe. Đây là số 18 nha các em. 18, 19, 20. 18, 19, 20. Đây là âm S nha các em. S, 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 O, S, S, E, C, S, E, C, S, A, Sa, S, Ư, Sư, Tờ ư tư hỏi tử, sờ sư tử. Còn này là sổ, số. Sờ ô sô hỏi sổ, sờ ô sô hỏi sổ, sờ ô sô sắc số. Số. Sờ e xe, sờ e xe hỏi xẻ, mô mô hỏi mổ, mô hỏi mổ. Giờ ê dê sắc dế, ơ hỏi ở, bờ ơ bơ quyền bờ, cờ o co hỏi cỏ. Chữ này là chữ R nha các em. R, R, đưa đưa cái lưỡi lên là R nha. R, R, cá này là cá rô, cá rô, cá rô. R, O, R, O, R, R, U, R, U, R, A, Ra, R, A, Ra, R, U, R. Cờ A, K, sắc cá, cờ A, K, sắc cá. R, O, R, O, R, hỏi rỗ, R, O, hỏi rỗ. L, A, La, sắc lá, L A La sắc lá. L A La, R U Ru hỏi rủ, B O Bo quyền bò, La rủ bò. R A Ra, D I Đi. L E Lê ngã lễ, tờ ô tô hỏi tổ, ra đi lễ tổ. Số này là 21 nha các em. 21, 21, 22, 22, 23, 23, 24. Rồi, bây giờ là hết rồi nha các em. Chào các em nhé.